Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm việc cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Thiếu tá phi công Ukraine thiệt mạng khi đang tác chiến ở vùng tác chiến phía đông. Thiếu tá Andriy Skarchenko, một phi công chiến đấu người Ukraine, đã thiệt mạng trong một cuộc xuất kích chiến đấu trên khu vực Donetsk. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều thứ Hai 11 tháng 3, phát ngôn nhân của lực lượng không quân Ukraine, đại tá Yuri Inat cho biết, thiếu tá Andriy Skarchenko đã anh dũng hy sinh trên bầu trời khu vực Donetsk vào ngày 8 tháng 3 năm 2024 khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Trong một thông báo khác, Lữ đoàn 3 biệt động quân Ukraine bày tỏ lòng tri ân anh hùng Andriy Skarchenko vì đã liều mình lao xuống bắn cháy 4 chiếc xe tăng Nga đang tấn công Lữ đoàn Vedichi. Anh bị phòng không của Nga bắn trúng khi đang lao xuống tiêu diệt chiếc xe tăng thứ 5. Lữ đoàn 3 biệt động quân đã tìm được xác người anh hùng ở địa điểm máy bay bị rơi. Andriy sinh ra ở Zambia, vùng Lviv, vào ngày 10 tháng 12 năm 1990. Năm 2002, anh gia nhập BLAST, tổ chức trinh sát Ukraine. Kasinko sau đó tốt nghiệp Đại học Không quân Quốc gia Kharkiv Ivan Kozedov vào năm 2012. Anh phục vụ ở Ivano-Frankivsk và sau đó ở Kharkiv, trước khi trở lại Ivano-Frankivsk một lần nữa. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào năm 2014, anh đã thực hiện các phi vụ chiến đấu trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố và chiến dịch của lực lượng chung. Đại tá Yuri Inat cho biết thêm, sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, phi công chiến đấu đã hoạt động ở các khu vực hoạt động phía đông và phía nam. Người anh hùng bỏ lại vợ và đứa con trai 6 tuổi. Lễ tang được tổ chức tại Ivano-Frankivsk, nơi Andriy Skarchenko đã sống cùng gia đình. Quan chức Nga cho rằng NATO đang diễn tập để xung đột với Mạc Tư Khoa. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề NATO is rehearsing for conflict with Moscow, Russian official. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Theo thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, một cuộc chiến sắp tới của NATO với Nga hiện đang được liên minh chiến lược này tập luyện. Một đồng minh thân cận của Putin, Patrushev, người được coi là người kế nhiệm tiềm năng, tuyên bố hôm Chủ nhật rằng cuộc tập trận quân sự
Người Bảo vệ Kiên định 2024 của NATO cho thấy liên minh này đã trở nên ngày càng hung hãn và đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu vũ trang với mặt tư khoa. Theo hãng truyền thông nhà nước Nga Russia Today, gọi tắt là RT. Các cuộc tập trận đang diễn ra của NATO dự kiến sẽ tiếp tục đến tháng 5 và sử dụng hơn 90.000 quân từ tất cả 32 quốc gia thành viên của liên minh, bao gồm cả Thụy Điển. Quốc gia đã chính thức trở thành thành viên vào hôm thứ Năm, 7 tháng 3 vừa qua. Các cuộc tập trận đang được tổ chức tại các địa điểm bao gồm các quốc gia có chung đường biên giới với Nga như Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic. Trong khi NATO nói rằng các cuộc tập trận quân sự đang mô phỏng phản ứng trước một mối đe dọa giả định duy nhất, thì Nga và một số đồng minh lại tuyên bố ngược lại. Patrushev hôm Chủ nhật cho biết, NATO, tổ chức mà ông gọi là công cụ quan trọng cho quyền bá chủ của Mỹ, đang sử dụng cuộc tập trận để mô phỏng một kịch bản chiến tranh đã được lên kế hoạch với Nga. Patrushev nói, một cuộc đối đầu vũ trang với Nga đang được diễn ra và chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn cho tình hình thế giới. Vai trò hủy diệt của Mỹ trong lịch sử hiện đại là rõ ràng. Nó đã gây ra rất nhiều cuộc chiến tranh và xung đột quân sự. Maria Zakharova, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Nga, đã tố cáo cuộc tập trận này là có tính chất khiêu khích và nói rằng chúng cuối cùng có thể dẫn đến hậu quả bi thảm cho Âu Châu ngay sau khi chiến dịch được triển khai vào tháng Giêng. Căng thẳng giữa mặt tư khoa và NATO đã leo thang mạnh mẽ trong những tháng gần đây, cũng như lo ngại về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ngày càng phát triển thành một cuộc chiến tranh thế giới do có sự tham gia trực tiếp của liên minh này. Những lo ngại về việc mở rộng NATO được Putin viện dẫn là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nhưng liên minh này chỉ phát triển trong thời kỳ chiến tranh, với sự gia nhập của Phần Lan vào năm ngoái và Thụy Điển vào hôm thứ Năm. Bất chấp điều đó, Putin vẫn khẳng định rằng ông không có lý do và không có lợi ích địa chính trị để bắt đầu một cuộc xung đột với NATO. Mặc dù một số đồng minh của ông trên các phương tiện truyền thông nhà nước và các quan chức trong chính phủ của ông cho rằng một cuộc chiến với NATO thế nào cũng xảy ra. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã cảnh báo trong phiên điều trần tại Hạ viện vào cuối tháng 2 rằng ông Putin sẽ không dừng lại với Ukraine nếu Nga giành được ưu thế trước Kyiv, đồng thời dự đoán rằng một cuộc chiến tranh Nga-NATO sẽ xảy ra sau đó. Chúng tôi biết rằng nếu Putin thành công ở đây, ông ấy sẽ không dừng lại, Austin nói. Ông ấy sẽ tiếp tục có những hành động quyết liệt hơn trong khu vực. Thành thật mà nói, nếu Ukraine thất thủ, tôi thực sự tin rằng NATO sẽ có chiến tranh với Nga. Ngoại trưởng Sergei Lavrov đáp lại nhận xét của Austin bằng cách tuyên bố rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã phạm phải một sơ suất theo kiểu Freud, khiến vô tình tiết lộ kế hoạch của Mỹ để NATO tấn công Nga. Tổng kho dầu ở khu vực Kursk của Nga nổ tung. Thống đốc khu vực cho biết hỏa hoạn bùng phát tại kho dầu ở tỉnh Kursk sau khi máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ. Theo báo cáo của Kyiv Independent, một đám cháy đã bùng phát tại một kho dầu ở vùng Kursk của Nga sau khi một máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ trên lãnh thổ của nó. Roman Stavoroyd, thống đốc khu vực, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai 11 tháng 3. Stavoroyd không đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến thương vong hoặc thiệt hại đối với kho dầu. Phòng không đang hoạt động ở Kursk. Một máy bay không người lái của Ukraine rơi và bốc cháy trong khuôn viên một kho dầu. Đội cứu hỏa và các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường vụ việc. Starovoy cho biết trong thông báo chính thức của mình lúc 7 giờ 22 sáng giờ địa phương hôm thứ Hai. Trang web đưa tin trên kênh Telegram Short của Nga cho biết một chiếc xe tăng nặng 3.000 tấn đã bị hư hại tại kho dầu ở Kursk và một ngọn lửa lớn cũng bùng phát tại một đường ống dẫn dầu ở làng Likma ở khu tự trị Khanty Mansi của Nga. Theo người dân địa phương, đám cháy có thể nhìn thấy cách hiện trường vài cây số.
Liên hiệp Âu Châu đang chống lại hoạt động tuyên truyền chống Ukraine trước cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu vào tháng 6. Các chuyên gia cảnh báo rằng những người ủng hộ Nga đang tràn ngập mạng xã hội với những tuyên bố sai sự thật về cuộc chiến ở Ukraine, nhằm tăng cường sự ủng hộ cho các đảng cựu hữu và dân tộc chủ nghĩa, AFP đưa tin. Các tài khoản thân Nga đã tung ra các bài đăng trên Facebook, X và TikTok, mô tả người tị nạn Ukraine là tội phạm bạo lực hoặc cho rằng các quan chức chính phủ Kyiv bòn rút viện trợ tài chính do phương Tây gửi đến để mua du thuyền và biệt thự sang trọng cho chính họ. Ở những quốc gia gần xung đột nhất là người tị nạn nhận được phúc lợi nhà nước cao hơn người dân địa phương. Mục đích của việc tuyên truyền như vậy là làm suy yếu quyết tâm của Liên hiệp Âu Châu và mang lại lợi ích cho các đảng chống nhập cư ở Đức, Pháp, Hà Lan. Ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu cho rằng, những thông tin sai lệch như vậy chắc chắn sẽ đóng một vai trò nào đó trong cuộc bỏ phiếu kéo dài từ ngày 6 đến 9 tháng 6, khi hơn 400 triệu người Âu Châu chọn một quốc hội mới có nhiệm kỳ 5 năm. Ông nói, khi bạn phóng đại nguy cơ người nhập cư Ukraine, bạn đã cổ vũ cho các đảng chống nhập cư. Đầu tiên, Ukraine bắn hạ hai máy bay radar A-50 của Nga. Sau đó, Nga chuẩn bị A-50 thay thế. Vì vậy, Ukraine tấn công vào nhà máy. Ký giả David X của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ, cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề: First, Ukraine shoot down two of Russia's A-50 radar planes. Then, Russia prepares a replacement A-50. So, Ukraine targets its factory. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Chắc chắn những người lập kế hoạch tấn công Nga ở Kyiv đang cười vui vẻ. Nga tham chiến ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022 với không quá 9 máy bay radar Beria A-50UM có thể bay được, giúp mở rộng phạm vi phủ sóng của cảm biến trên tiền tuyến. Những chiếc A-50 4 động cơ và 10 hoặc 15 sĩ quan giàu kinh nghiệm điều khiển mỗi chiếc là những tài sản quan trọng và khó thay thế. Đó là lý do tại sao người Ukraine đã dành những nguồn lực khan hiếm để tìm kiếm và tấn công những chiếc máy bay trị giá 350 triệu Mỹ kim. Một máy bay không người lái của Ukraine đã làm hỏng một chiếc A-50 trên mặt đất ở Belarus vào năm ngoái. Vào ngày 14 tháng Giêng, một hỏa tiễn tầm xa của Ukraine đã bắn hạ một chiếc A-50 trên biển Azov ở miền nam Ukraine. 6 tuần sau, vào ngày 23 tháng 2, một hỏa tiễn khác của Ukraine đã làm nổ tung chiếc A-50 thứ 3 trong cùng khu vực. Lực lượng không quân Nga nhanh chóng hạ cánh những chiếc A-50 còn sót lại và hối hả thay thế 2 hoặc 3 chiếc máy bay bị mất. Điều đó có nghĩa là phải phá ít nhất một chiếc A-50 cũ hơn và có thể không còn bay được. Trong số vài chục chiếc Beria được chế tạo vào những năm 1980 để lấy phụ tùng, người Nga làm điều đó ở thành phố Taganrog của Nga trên bờ biển Azov, chỉ cách tiền tuyến 80 dặm. Vì vậy, tất nhiên người Ukraine đã nhanh chóng đánh bom nhà máy Taganrog, nghĩa là họ quyết tâm tiêu diệt các A-50 đang y ạch trước khi người Nga có thể phục hồi chúng. Có vẻ như máy bay thay thế thế hệ tiếp theo cho A-50 là A-100 đã bị thử nghiệm trong nhiều năm và có thể không bao giờ trở thành máy bay tiền tuyến. Không rõ chính xác điều gì đã xảy ra ở Taganrog và ý nghĩa của nó là gì. Chúng tôi biết người Ukraine đã tấn công vào tổ hợp khoa học và kỹ thuật hàng không vào cuối ngày thứ Bảy. Chúng ta có thể phỏng đoán từ các báo cáo của Nga rằng phần lớn đó là một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do biệt kích Ukraine điều khiển. Nhóm phân tích For Intelligence Insight của Ukraine đã xem xét kỹ lưỡng hình ảnh vệ tinh để tìm hiểu được sự hỗn loạn. Nhóm tập trung vào một tòa nhà tại khu phức hợp Beria được xác định là cơ sở lắp ráp cuối cùng cho những chiếc A-50 được tân trang lại và các chiến đấu cơ khác. Gần đây nhất là vào ngày 29 tháng 2, một chiếc A-50 đã đậu bên ngoài nhà kho lắp ráp cuối cùng. Có lẽ chính chiếc A-50 được sơn lại mà truyền thông Nga gần đây đã đưa tin là bằng chứng cho thấy lực lượng không quân Nga, bất chấp việc bị bắn rơi, vẫn có rất nhiều máy bay radar. Chiếc A-50 tương tự đó không xuất hiện trong hình ảnh sau cuộc tấn công. Điều đó có thể chỉ ra rằng
chiếc máy bay đang ở bên trong nhà kho lắp ráp khi máy bay không người lái chở đầy chất nổ của Ukraine lao vào, gây ra thiệt hại rõ ràng trên mái nhà kho. Fontelligence giải thích, nếu máy bay không người lái xâm nhập được mái nhà, trọng tải của máy bay không người lái sẽ đủ để gây hư hỏng cho thiết bị và máy bay bên trong nhà chứa máy bay. Nói tóm lại, chúng ta có thể giả định rằng người Ukraine ít nhất đã tiến rất gần đến việc làm hư hại hoặc phá hủy chiếc A-50 thứ tư của họ trong 2 năm và chiếc thứ ba trong vòng chưa đầy 2 tháng. Và ngay cả khi máy bay không người lái bắn trượt, chúng vẫn gửi một thông điệp tới lực lượng không quân Nga. Khôi phục tất cả những chiếc A-50 cũ mà bạn muốn. Chúng tôi sẽ săn lùng chúng từng tên một. Theo tin mới nhất, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định chiếc A-50 vừa nêu đã bị phá hủy hay ít nhất là bị hư hại nặng và còn lâu mới bay lên được. Lực lượng không quân Nga đã đoán trước một cuộc tấn công của Ukraine vào khu liên hợp khoa học và kỹ thuật hàng không và bố trí một khẩu đội hỏa tiễn đất đối không tầm xa liên kề với khu phức hợp. Nó hoàn toàn thất bại trong việc ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm. David Cameron nói, ông phản đối gửi quân phương Tây đến Ukraine, ngay cả khi chỉ làm nhiệm vụ huấn luyện. Ngoại trưởng Vương quốc Anh David Cameron cho biết, ông phản đối việc gửi quân đội phương Tây đến Ukraine, ngay cả khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Zeitung của Đức đăng hôm Chủ nhật, ông Cameron cho biết, tốt nhất là nên thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện ở nước ngoài. Việc đưa binh lính nước ngoài vào Ukraine sẽ tạo ra mục tiêu cho Nga. Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, không thể loại trừ khả năng quân đội phương Tây được gửi đến Ukraine. Vương quốc Anh sau đó xác nhận rằng họ đã gửi các đơn vị nhỏ đến Ukraine để hỗ trợ đào tạo y tế. Nhưng phát ngôn nhân của Thủ tướng Rishi Sunak cho biết, nước này không thấy trước việc triển khai quy mô lớn. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cho biết hiện tại không có kế hoạch gửi quân chiến đấu. Nhưng các đồng minh của Ukraine có thể xem xét các nhiệm vụ huấn luyện hoặc rà phá bom mìn cụ thể. Ngoại trưởng Ba Lan nói rằng, sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine không phải là không thể tưởng tượng được. Và ông đánh giá cao Tổng thống Pháp vì đã không loại trừ ý tưởng đó. Ngoại trưởng Ba Lan cho biết, ông đánh giá cao sáng kiến của Macron bởi vì Putin sợ chúng ta, chứ chúng ta không sợ Putin. London tặng các xe vi phạm quy định môi trường cho Ukraine. PA đưa tin những phương tiện của Vương quốc Anh vi phạm quy định về vùng phát thải cực thấp của London có thể được tặng cho Ukraine thay vì bị loại bỏ từ tuần tới. Người nộp đơn sẽ có thể tặng xe để đổi lấy khoản trợ cấp tương tự dành cho những người lái xe tình nguyện loại bỏ hoặc trang bị thêm phương tiện của họ, lên tới 2.000 bảng Anh, thị trưởng London Sadiq Khan đã tuyên bố. Những chiếc xe được quyên góp sẽ được chuyển giao vĩnh viễn cho chính quyền Ukraine vì nhu cầu nhân đạo và y tế. Cơ sở hạ tầng của Ukraine đã bị hư hại đáng kể trong cuộc xung đột và việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở nhiều khu vực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko được cho là đã viết thư cho người đồng cấp ở London để đề xuất ý tưởng quyên góp xe cộ. Thị trưởng London cho biết Bộ Giao thông Vận tải London đã hợp tác với tổ chức bác ái British Ukrainian Aid do Anh ghi danh để thực hiện chương trình này với sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Ukraine. Từ ngày 15 tháng 3, tổ chức bác ái sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tặng xe cho Ukraine và cung cấp các tài liệu liên quan để người dân London nhận trợ cấp phế liệu của họ. Dịch vụ xe cứu thương London đang có kế hoạch tham gia nỗ lực bằng cách tặng 50 xe cứu thương đã ngừng hoạt động cho Ukraine. Chính quyền Ukraine cho biết, hai người trong đó có một cậu thiếu niên đã thiệt mạng hôm thứ Bảy trong các cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga.
Phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine cho biết, một cậu bé 16 tuổi đã thiệt mạng và một người đàn ông 22 tuổi bị thương trong một cuộc tấn công bằng pháo vào thị trấn ở miền nam nước này. Cô cho biết, một quả bom của Nga đã rơi xuống gần một khu chung cư ở thành phố Kherson, phía nam trong đêm, khiến một đứa trẻ bị thương. Cô cho biết, một cậu bé 7 tuổi bị ảnh hưởng bởi vụ pháo kích đang được giám sát y tế. Trong khu vực nóng nhất của cuộc chiến Ukraine, người Ukraine có thể triển khai nhiều máy bay không người lái như người Nga triển khai binh lính. Ký giả David X của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề In the hottest sector of the Ukraine war, the Ukrainians might deploy as many drones as the Russians deploy soldiers. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Bất chấp những tổn thất đáng kinh ngạc trong cuộc chiến kéo dài 2 năm ở Ukraine, Nga vẫn có nhiều xe tăng, nhiều pháo binh và nhiều quân hơn Ukraine. Thứ mà Nga không có nhiều hơn là máy bay không người lái. Một số lượng lớn các cuộc tấn công được thực hiện bởi máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, gọi tắt là FPV, chứa đầy chất nổ cho thấy Ukraine luôn dẫn đầu với 300 máy bay không người lái mỗi tháng. Trong các cuộc tấn công, FPV đã được xác nhận. Kể từ tháng 8, quân đội Ukraine đã ném vào quân đội Nga ít nhất 8.273 chiếc FPV. Mỗi chiếc nặng 2 pound và có thể mang 1 pound chất nổ đi xa tới 2 dặm. Người Nga đã ném lại không dưới 6.059 chiếc FPV. Có thể còn rất nhiều cuộc tấn công của FPV không được báo cáo, nhưng trong mọi trường hợp, rõ ràng là có một khoảng cách về FPV giữa Ukraine và Nga. Một khoảng cách giúp giải thích làm thế nào quân đội Ukraine có thể ngăn chặn cuộc tấn công mùa đông của Nga ở phía tây tàn tích Afrika ở miền đông Ukraine. Quân Nga ném bom lượn vào lực lượng đồn trú Ukraine thiếu pháo binh ở Afrika, lữ đoàn cơ giới số 110, cùng với một số đơn vị trực thuộc, và tấn công hết đợt này đến đợt khác của bộ binh. Cuối cùng, buộc đơn vị đồn trú phải rút lui về phía tây dưới sự yểm trợ của 3 lữ đoàn. Lữ đoàn 47 cơ giới, lữ đoàn 3 biệt động quân và lữ đoàn 53 cơ giới. Quân Ukraine đã từ bỏ tuyến làng đầu tiên cách Afrika vài dặm về phía tây và xây dựng lại tuyến phòng thủ của họ ở tuyến làng tiếp theo, Verichi, Olika và Tonenke. Trên địa hình thuận lợi ngập nước, các lữ đoàn 47, 3 và 53 quay lại đánh trả bằng xe tăng, pháo binh và súng cối. Và quan trọng nhất là bằng máy bay không người lái, rất nhiều FPV. Một blogger quân sự Nga phản nàn. Số lượng máy bay không người lái mà lực lượng vũ trang Ukraine có trong khu vực Afrika vượt xa bảng xếp hạng. Blogger này ước tính rằng các lữ đoàn Ukraine ở phía tây Afrika có số lượng máy bay không người lái ngang bằng với quân đội dã chiến của Nga trong khu vực. Tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 2 và 41. Nếu đúng, điều đó có thể có nghĩa là người Ukraine đã dự trữ hàng chục ngàn máy bay không người lái FPV chỉ trong lĩnh vực này. Toán học ủng hộ khẳng định này, hợp tác với mạng lưới các xưởng dân sự nhỏ đang phát triển. Quân đội Ukraine đã nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất FPV vào năm ngoái. Ngày nay, họ thu được ít nhất 50.000 chiếc FPV mỗi tháng, với chi phí chỉ vài trăm Mỹ Kim cho mỗi chiếc máy bay không người lái. Mục tiêu của Kyiv là triển khai 1 triệu FPV trong năm nay. Các nhà tuyên truyền Nga khẳng định ngành công nghiệp Nga thậm chí còn đang chế tạo nhiều máy bay không người lái hơn Ukraine. Họ đưa ra những con số đáng kinh ngạc, 100.000 hoặc thậm chí 300.000 chiếc FPV mới mỗi tháng. Đừng rơi vào những lời dối trá. Vâng, đúng là theo nhóm phân tích Front Intelligence Insight của Ukraine, ngành công nghiệp máy bay không người lái của Nga lớn hơn đặt ra một vấn đề phức tạp mà không có giải pháp đơn giản cho Ukraine. Nhưng không rõ liệu ngành công nghiệp lớn hơn của Nga có đang tạo ra tác động quan trọng hay không. Điều mà máy bay không người lái sẵn sàng chiến đấu ra tiền tuyến khi nào và ở đâu họ cần. Đó là lý do tại sao người Ukraine liên tục thực hiện nhiều phi vụ FPV hơn. Một phần của vấn đề là nhiều máy bay không người lái của Nga được chế tạo kém.
và do đó không đáng tin cậy. Một phóng viên quân sự Nga đã chỉ ra rằng những chiếc FPV tốt nhất của Nga, chẳng hạn như mẫu Piranha và Go, được chế tạo bởi những người mê sử dụng vốn tư nhân. Piranha và Go có thể đã tấn công và làm bất động cặp xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất của Ukraine. Tuy nhiên, phóng viên khẳng định những máy bay không người lái được thanh toán bằng quỹ chính phủ và do các nhà thầu quân sự chế tạo có phẩm chất kém, dễ bị Ukraine gây nhiễu sóng vô tuyến và có xu hướng lật ngược khi tiếp cận. Phóng viên đổ lỗi cho chủ nghĩa gia đình trị và vận động hành lang đã làm hư hỏng các doanh nghiệp máy bay không người lái lớn. Sẽ không có vấn đề gì nếu Nga sản xuất nhiều máy bay không người lái hơn Ukraine nếu máy bay không người lái không hoạt động, trừ khi và cho đến khi Điện Cẩm Linh cải cách các doanh nghiệp máy bay không người lái của chính phủ, lực lượng vũ trang Ukraine có thể tiếp tục triển khai nhiều FPV tốt hơn. Và trong khi những chiếc FPV nặng 2 pound có phạm vi hoạt động 2 dặm, không thể thay thế hoàn toàn đạn pháo 100 pound có phạm vi hoạt động 15 dặm, thì máy bay không người lái là một giải pháp tạm thời hiệu quả khi lượng pháo binh đang ở mức thấp. Và hãy nhớ rằng kho pháo của Ukraine đã ở mức rất thấp kể từ khi Quốc hội Hoa Kỳ ngăn chặn viện trợ tiếp theo của Mỹ cho Ukraine bắt đầu từ tháng 10. Cuộc khủng hoảng pháo binh Ukraine sắp kết thúc, Cộng hòa Tiệp đã môi giới cho một tập đoàn chủ yếu là người Âu Châu mua 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine. Chuyến hàng đầu tiên sẽ được chuyển đi và luôn có khả năng các thành viên Quốc hội Mỹ sẽ nhượng bộ và chấp thuận nguồn tài trợ tiếp theo của Hoa Kỳ. Số tiền này có thể chi trả cho 1 triệu quả đạn pháo khác. Điều thú vị đối với những người bạn của Ukraine tự do là pháo binh sẽ được bổ sung thêm. Người Ukraine đã tăng cường sản xuất máy bay không người lái FPV và đạt được lợi thế lâu dài về FPV so với người Nga để giảm thiểu tình trạng thiếu đạn pháo. Nhưng ngay cả khi tình trạng thiếu đạn pháo đã kết thúc, các xưởng ở Ukraine vẫn sẽ chế tạo hàng chục ngàn máy bay không người lái FPV đáng tin cậy mỗi tháng. Đó là lý do vì sao giải pháp tạm thời cho máy bay không người lái của Ukraine có thể trở thành nguồn cung cấp máy bay không người lái dư thừa và mang lại lợi thế về hỏa lực rất lớn. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em tiếp lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.